Ở phía trước sen thì có mấy cái ngựa đua đó cả nhà, rất là đẹp, dễ thương. Sen đi về nông thôn, có nhiều vịt, nhiều gà lắm cả nhà ơi. Cái gì cũng có hết trơn á. Mấy con này ở Đức Noel người ta hay làm thịt, người ta quay đó cả nhà. Sen không có biết ăn con này đâu. Ông chủ tới mở cửa cho mấy con này nó ra nó ăn hết đó nha. Nó biết chủ của nó. Ở nông thôn rất là thích đó cả nhà ơi, cái gì cũng có hết trơn nè. Có cái ông này, ông tới đây nói có người người ta lại gần mấy con vịt người ta coi nè, nó cứ kêu khẹt khẹt vậy nè. Gọi điện cho ổng, con vịt đang bị bệnh đó, ổng mới chạy tới đó cả nhà. Ổng nói là con vịt là nó khè khè giống như là bình thường. Nhiều người người ta không có biết đó cả nhà. Ông này cũng nhiệt tình chạy tới đó cả nhà ơi. Con vịt này nó khè khè khè, nó cứ khè 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 khè. Như này là nhà vườn đó cả nhà. Mua để trồng rau, trồng cây đồ này kia. Ở đây họ có bán củ của cây bông ly đây cả nhà ơi, nhiều lắm. Nhiều loại củ bông cả nhà chứ không phải là ly không đâu nha. Ở đây giống như là củ xoay mì đó cả nhà ơi. Người ta không có để hình bông mà sen tưởng xoay mì sen mua về sen luộc. Đây là củ gì đây không biết nữa cả nhà ơi. Đây là củ cho cái bông này nè. Chạy mấy các em thỏ đây cả nhà ơi. Dễ thương quá trời luôn rồi nè. Bỏ chúa kìa, bự quá trời luôn. Nó cạp tay xem nữa. Nó nằm xả lai nhìn thấy thương quá cả nhà ơi. Bỏ nhung đen. Các em này á, nhiều màu sắc quá trời. Đây có một loại thỏ chúa mọc lù nè cả nhà. Em uống nước thấy thương quá. Em nâu. Em nâu rồi nằm xả lai nhìn thấy cưng quá cả nhà ơi. Nhiều thỏ cả nhà ơi. Bà kia mọc ú luôn. Nằm xả lai lên nhau nè. À, trời các em khó rồi. Ở ngoài kia thì triển lãm mấy cày, trong này triển lãm mấy gia đình em thỏ đây cả nhà. Ôi cưng quá trời luôn nè. Sen mà có nhà sen mua cặp bạn thỏ này nè cả nhà ơi, cưng quá trời. Con nhỏ nằm xa lai nè, thích yêu. Cái con này giống bồ câu nhưng mà cái mỏ của nó giống con quẹt đó nè. Còn mấy đàn gà thấy thương quá nè. Bà cấy luôn kìa. Gà màu đẹp đó cả nhà ơi. Giống như gà tre đó cả nhà ơi. Gáy trời đất hết trơn luôn nè. Gà lôi. Hồi nhỏ Sen thấy mấy con. Hồi nhỏ Sen đi học thấy mấy con này Sen sợ lắm cả nhà. Sợ cái mặt của nó đỏ 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 đó. Bồ câu này loại bồ câu gì mà nó bự quá trời đó cả nhà ơi. Nó bằng con gà luôn á.
ông nhìn thấy bồ câu rất là bự. Thật màu nâu này rất là dễ thương, cái nhà ơi đẹp. Cái này bồ câu loại thường này, nó nhỏ đó cả nhà. Màu nâu trắng. Con mẹ này sữa nó đang chảy ra quá trời đây cả nhà ơi. Cái này phải bơm ra không nó cũng bị nhức đó cả nhà. Thấy thương lắm. Trong này chạy bò quá trời đây cả nhà ơi. Cô chủ của bò nằm ở trong đó. Đó là bò nghe đó cả nhà. Mấy con này người ta bán đó nghe cả nhà nha. Mình thấy thương quá trời luôn. Mấy con này nó tơ tơ, nó chưa có bự lắm đó cả nhà ơi. Đây mấy con bò đực đó cả nhà. Bự quá trời luôn. Là mấy em bê nhỏ này cả nhà ơi, cưng quá nè. Hello. Đây hai cô chủ rất là dễ thương đứng bán bò bê đây cả nhà ơi. Dạ, ok. Kêu đừng có đụng nó đó cả nhà. Đây là đống rơm cho các bò ăn đó cả nhà ơi. Đây bò đực đó cả nhà. Con bò đực 800 kg, bò mẹ đây cả nhà ơi. 835 kg. Em kia đang bú sữa mẹ đây cả nhà ơi. Nhìn thấy cưng quá. Bò đen, bò mẹ cả nhà có hai ạ. Em bé đằng kia nó đang ngủ rồi. Các em đang ngủ đó cả nhà ơi. Cô mẹ, cô con. Cô này bị cắt lông rồi đó cả nhà. Em bé về cù chứ mấy con dê cả nhà ơi. Ở đây mới là dê đây nè. Là dê núi đó cả nhà, sừng nó dài. Mấy con nhỏ nhìn cái mặt rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Cù nó vô biết chủ của nó đó cả nhà ơi. Biết chủ nó dẫn vô nó la ôm chủ. Nó biết chủ nó dắt nó đi ra ngoài nó kêu đó cả nhà. Mấy con này cũng khôn cả nhà ơi, nó biết chủ nó. Em heo heo đực đây đang nằm xả lai đây cả nhà ơi. Các em heo mệt đó đang nằm đây. Còn là heo đực không cả nhà ơi. Đây, đàn heo đang kiếm sữa mẹ đây cả nhà ơi, cưng quá trời. Có hai con heo bự cả nhà ơi. Rồi ăn cái gì đây? Đâu có gì đâu ăn đâu nè. Ục ục ục. Lắc
Nó thấy người nó lại gần nữa cả nhà ơi, hai con heo, ba con heo mọi. Cái lông nó giống như là cọp vậy đó cả nhà. Bà này nó rụng lông hết trơn thì chắc già đó cả nhà ơi. Chắc nó muốn ăn cỏ đó cả nhà ơi, xem cho nó ăn cỏ. Nó ăn cỏ đó cả nhà. Ở trong kia cỏ khô nên nè ha. Xem bức cái cỏ tươi nó thích ăn đó cả nhà ơi, thấy thương quá nè. Lát nó nhai luôn cái móng tay của sèn luôn nó ghê. Hề nó quýnh lộn đó cả nhà ơi, hề. Nó dành ăn quýnh lộn quá nè. Hai con lừa. Mất hồn cả nhà ơi, nó hú làm mất hồn. Em này được thắt bính nó nữa kìa. Bữa nay xem cho cả nhà đi vô chỗ khu triển lãm máy cày máy kéo cùng với sen đây. Ở phía trước sen thì có mấy cái ngựa đua đó cả nhà, rất là đẹp, dễ thương. Sen luôn chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống và gia đình. Cả nhà thấy video thích, nhớ ủng hộ sen nha. Video của sen chỉ có như vậy thôi cả nhà ơi, đi làm rồi đi về sen rảnh thì sen đi quay nha. Những cái nơi nào mà họ có như là triển lãm hay là khu vui chơi đó, sen sẽ đi quay chia sẻ thêm cho cả nhà cùng xem. Đây con còn ngựa, nếu mà mình muốn đi thì mình trả tiền đó, đi vòng vòng á. Ở đây là có ngựa nó đang đua đây. Dieser King of Amy von einem Kennensohn als Vater gezogen, kennen kennt jeder. Mütterlicherseits der Bekannte. Die Mädels reiten sowohl die Johanna, sie ist keine Amateurreiterin. Laura geht noch zur Schule mit ihren 16 Jahren, muss auch. Aber sie darf so einen internationalen Knaller auch machen. Video của sen cũng dài, sen tạm ngừng đây cả nhà. Giờ này cũng 6 giờ chiều rồi. Sen cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi. Giờ rồi đi ra bút để đi về lại đây. Còn một ngày nữa, cả nhà nào muốn tới thì cứ tới nha. Đây, cảnh xung quanh miền quê nè. Rất là thích đó cả nhà.